Đi à? Cái đoạn này các bạn, cái đoạn này thì bắt đầu mình vào đĩa mình trình cái bát bo với cái đĩa mình trình qua mình nhập xuất cảnh nha. Cái đoạn này mình trình với cái anh đầu tiên á, anh biên phòng đầu tiên. Lúc này mình xin qua thôi. Rồi xong mình tiết trình bát bo lúc này thôi nha. Rồi cái ảnh câu bát bo mình hợp lệ thì ảnh sẽ cho mình vô thôi, dắt xe vô thoải mái. Thì cái mình chạy xe vô luôn các bạn. Thì sau khi mình trình xuất form với ảnh xem xét kết bò hợp lệ rồi, cái ảnh sẽ cho mình vô. Mình cứ cái đoạn này, khi cái đoạn này thì các bạn cứ dắt xe vô nha, dắt xe qua cổng. Cho các bạn chạy vô một đoạn nữa, rồi đi vô trong, mình trình cái bít bò tiếp. Nè, cái khu này là mình vô để mình trình cái bít bò cho mấy ảnh. Rồi khi đó mấy ảnh sẽ chép trên hệ thống xong, nếu mà hợp lệ bít bò ok hết ráo thì mình sẽ cho máy ảnh sẽ đóng cái mộc xuất cảnh. Cái đoạn này nha, đoạn này thì nói chung là không có quay phim đâu, mấy ảnh khu vực khu cấm của mình, của mấy ảnh mà. Thì khu này mình sẽ trình cái bát bo cho máy ảnh đóng cái mộc. Lúc này mình xin xong rồi mình sẽ đi qua nha, qua cái khâu này bắt đầu mình chạy tới một đoạn nữa, mình sẽ gặp một cái chốt tiếp. Rồi cái chốt tiếp mình sẽ trình quét bo là mình đã đóng dấu xong xuôi đó rồi, đóng dấu xuất cảnh rồi. Đây, cái đoạn này nè. Rồi mấy ảnh coi xong xuôi đó, có tờ không có cái dấu của cái quét bo cho mình xong xuôi đó, mình sẽ chạy qua ảnh qua cái cửa khẩu bên cam đó, cái trước này cái cửa khẩu á, khẩu bên cam nè các bạn. Tới rồi tới khi nào tới một cái đoạn nữa thì
sen với kho mình có cái giấy xuất cảnh hợp lệ bên cam rồi thì anh sẽ quét khuôn mặt mình nha, có cái camera quét khuôn mặt lăn tay dạng nó chụp hình cái bàn tay của mình á, y chang mình chụp hình công chức kinh doanh gì á. Khi nào mình hợp lệ hết ráo rồi á thì anh sẽ cấp cho tờ giấy là nhập cảnh cho công chia. Thì cái con mình đi qua bên kia á, nhớ giữ cẩn thận nha, mất cái con là hơi mệt nữa. Thì nói chung qua Campuchia rất là dễ các bạn, thì mình chạy xe máy qua luôn, có nghĩa là đi xe máy qua, nói chung mình đi liên tục vài tháng thì mình đi 2 lần đó. Đây là cửa khẩu bên Cam, thì cái chỗ này mình đang đứng chờ cho mấy ảnh diệt football nè, thì đơn giản là vòng 5 phút mà các bạn sẽ với cái anh bên Cam, biên phòng bên Cam sẽ cấp cho mình một cái giấy nhập cảnh. Xong xuôi rồi các bạn sẽ rồi đóng dấu nhập cảnh bên Cam, xong xuôi các bạn cầm cái passport rồi lên xe là vọt thôi, rất là dễ dàng, nhẹ nhàng lắm. Rồi xong rồi đồ mình đã xong rồi đó, mẹ anh đã đóng dấu lăn tay rồi chụp hình bàn tay của mình á, quét vân tay á, xong xuôi rồi chụp hình chân dung của mình xong xuôi đó rồi mấy anh sẽ cho đi thôi, rất là dễ. Trong vòng các bạn mà chịu đi từ cái là cửa khẩu bên Việt Nam qua bên Cam luôn, đóng dấu xong xuôi đó chừng 10 phút à, rất là đơn giản lắm, không có khó khăn gì đâu. Mà trước khi đi các bạn nhớ là phải có passport nha, đi về cái cửa khẩu bên Cam với Việt Nam rất là khó, đi về rất là khó. Ví dụ mà xin qua mà không có passport gì mà có khó đâu, khó lắm. Rồi thôi bây giờ mình đi rất lâu nha, đi qua Cam thì đây các bạn, đây mình đang ở bên Cam nha các bạn. Thì đây là cửa khẩu Bình Hiệp nha. Thì mình đang hồi nãy mình xuất cảnh qua rồi, giờ hồi nãy cái mic mình thu không được mình không có mic thu thì bây giờ mình đang ở ngay cửa khẩu Bình Hiệp. Thì ngày xưa cái khu này rộng lắm các bạn, rất là rộng. Bạn thấy không, xe bên Cam xe chó, các bạn thấy chó khủng khiếp không, xe bán tải rồi chạy thoải mái vào đây lắm. Ra đó mua cái gì ăn ta. Đây cái đường làng các bạn, đường hùng Campuchia sắp sửa phát triển cái khu công nghiệp này ghê gớm, rộng nó rộng thênh thang.
cơm. Nó ăn tiếp cơm. Coca gì nè. Có tăng lực không? Hả? Tăng lực ấy. Năm mới tăng lực á. Con bò á. Ờ. Bò đất đá. Con bò á. Hả, con bò. Con lấy Coca. À không. Có tẩy không? Đá thôi. Lên đá hay thôi à. Ờ. Tám ngàn cái này nhiêu cái ạ? Nó bụng rồi. Cái này nè. 20 à? Yeah. Ở trên giống như 8 ngàn. Nhiêu? 8 ngàn. 8 ngàn hả? Dạ. 8 ha 18. À, cái nhỏ này nè. Có nước đá không? Không có. Không có. Dạ. Thì coi như 30. 20, 40. Nhưng có bán sim hay gì vậy? Yeah. Bán sim hay gì vậy? Có bán sim không? Sim cạc á. Sim cạc không biết. Tôi không bán chứ. Rồi các bạn. Rồi ghế ngoài đó được không? Ê cái chi vát 18 nó nhiêu chai ạ? À? Chi vát 18 á. Không biết luôn. Mi mát có. Mi mát casino. Casino hả? Dạ. Casino. Có nhiều. Nhiều nhiều lắm hả? Chứ ở đây bán nhiêu chai á, không biết luôn hả? Dạ. Bán dùm ai hay gì vậy? Ngồi người đó được không? Dạ. Ngồi người đó được không? Dạ. Ờ. Hai chục ngàn các bạn. Bánh gì đây? Từ sáng ăn rồi mà nó bụng. Ủa, bên đây chạy bún nơ thôi. Tốt phức. Bộ cụng. Gái các bạn, rồi gái cam. Đây cái sân hôi trong đây các bạn. Trong đó casino, trong đó mấy casino tay nghỉ hết rồi. Hay à, đây các bạn, có cái bánh mì này, mình đang ở bên Cam thì cái cửa khẩu các bạn, bạn thấy cửa khẩu phía sau đó là cái cửa khẩu Bình Hiệp đó, đó phía xa xa ta đó. Còn mình đang ở cái chỗ trong sau lưng mình là cái casino các bạn. Ở mì thì 10 ngàn à. Trong đây có cái xúc xích. Nó một cũng 18 ngàn.
ngay cửa khẩu bán thì sang sân bay luôn. Tại đợi thằng bạn mình nó phú qua, nó đáng lẽ là làm vô nó bên nữa bạn. Nhớ cho cửa khẩu qua với vậy các bạn. Các bạn chỉ cần có passport, trình passport các bạn qua. Đơn giản. Mì có cây xúc xích ở trong, trong có như sốt á. Đang trên cửa khẩu. Nhưng mà bên Việt Nam không tốn tiền nha. Qua Campuchia, Việt Nam mình đi miễn phí nhưng qua Cam tốn 100 ngàn bạn. Nói chung là đáng lẽ không có tiền nhưng mình phải cho 100 ngàn. Người Cam đi qua Việt Nam thì tốn tiền, còn mình đi qua Cam thì tốn tiền. Mình lúc mình đi xuất cảnh thì không có tốn tiền gì hết. Thấy cam không? Đó, đa số là cửa khẩu là casino là nhiều các bạn. Mình đi bằng cái con Bitboy đó. Còn phía sau lưng mình là cái cửa khẩu nè. Alo. Qua quán được hả? Trời. Rồi như các bạn thì mình sẽ tiến hành mình vào trong Phnom Penh các bạn. Có thể mình vào Phnom Penh không kịp, mình sẽ đi vào cái chợ khu vực Sơ Riêng đổi tiền các bạn, đổi tiền về để lì xì Tết. Thì bây giờ đổi tiền ria, ria của Cam á. Dùng tiền Việt Nam mình đổi luôn, không cần đổi với tiền đô đâu. Bên Cam thì người ta có thể sử dụng tiền Việt Nam được nha. Rồi bây giờ để mình tiến hành mình lấy xe mình chạy đi vô trong chắc tầm 40 cây ạ, 40-50 cây gì đó. Rồi các bạn sẽ đón theo dõi như video tiếp theo nha. Mình còn hai cái video nữa thì cải quay cảnh cái chợ, mình không có vô chợ các bạn, mình chỉ chạy một vòng qua cái chợ thôi. Cái đường công chia rất là đẹp, rất đã, cái cảnh mình đổi tiền nha, tại vì mình không có vô trong kia kịp, đi trong ngày tính ngày hôm sau mới về luôn, nhưng mà đi trong không kịp nên mình đổi tiền cái khu vực Sơ Riêng xong mình về, mình đi ngay cửa khẩu Bình Hiệp mình về luôn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh nha.